con. Con nói chuyện gì Dính khỏe không gì Dính? Trời ơi, ông mấy bữa nay là ngủ ngon ngủ một giấc tới sáng. Mấy bữa nay ngủ ngon quá phải không? Ngủ ngon hơn ở dưới phải không? Sáng mới nói chuyện. Dì Chính mà biết tại sao ở đây ngủ ngon mà dưới ngủ không ngon không? Tại nhớ mấy chị nhà bà này. Bà Chính. Dạ thưa con với thằng Phong biếu bà Chính hả? Không quá. Dạ thưa với bà Chính hả? Bây giờ bà Chính không có ăn trầu thì bà Chính uống sữa. Con cho thuốc con cho. Dạ. Dạ thì nó không có. Dạ thưa bà Chính ăn sáng xong về. Mà ông thấy cái gì đâu. Đại, dạ mỗi ngày một bữa. Bà Chính nằm kinh ha. Dạ thưa bổ. Dạ. Phần của bà Chính là con biếu gì bà Chính 500. Thì hai con biếu của bà Chính 500. Tức là 1 triệu. Dạ dạ thưa hai cháu. Không có gì hết. Dạ thưa không có gì hết. Lâu lâu tụi con mới về lần. Bà phải sống sống dai với ông cụ hơn ông cụ. Dạ không, con thấy bà Chính trong về khỏe, bà Chính còn sống dai. Dạ dạ thưa thấy không. Dạ ôi dọn chén cho bà Chính ăn chưa? Rồi hết rồi. À dạ dạ. Dạ thưa con bốn tay con mới về. Dạ. Ở đây ăn xong rồi cái lo chuẩn bị chụp hình. Rồi bây giờ chụp hình rồi ơi. Ở kia là đúng rồi đậu à. Cái đó bạn. Chị nói chuyện như được rồi. Thì chú ở lại về mấy thẻ nha. Với chú dạ. Nha. Sớm về bà. Dạ. Chú giờ chú ba mình về ngoài mình giỏi cái chị nhờ chú ba mình về nước nữa thì chị còn mình giỏi thì lên thăm mình tới nhà. Về em về lâu ngày em phải đi một vòng à, chị xuống quê mà lại thăm chơi xuống cái nỗi mà mỗi người mà ăn nhà bữa cơm là tới một năm mà gì dễ ghé anh tìm ok nếu coi đừng có trông nha dạ. Nếu mà có đi thì đi. À, đi một vòng tức là một nhà khoảng 15-20 phút à, nhưng mà không hứa nhưng mà có thể đi được đó. Không ừ. Có thể đi được á. Dạ. Chú ở ngoài đi chú ba về giỏi nha. Dạ. 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 Thì thượng lộ bình an thì đúng rồi. Dạ. Đây con ra chụp hình gì đó mà. Có mấy cháu nè. Cho gì cho. Đây nè. Dạ. Ăn gì đâu. Bốc. Ba út. Không à. Con đặt tay lên mà xin cái này nè. Đứng bên này ngược trở lại. Đặt tay gì chói. Đó. Dạ. Cái tự cho nha. Cái gì? Tám này nè. Nãy gì không? Chị về chị ở Bến Tre hả? Bến Tre. Bến Tre ở vậy. Không ở chung với chị Kiều hả? Ừ thì ở chung với Kiều á. Dạ. Với chị giúp chị. Dạ. Ở chung nào? Không cái này mình chưa sao nếu mà chụp ở đây chụp sao chụp quê đâu hết ở lại là còn người nào ở lại mà trời ơi mặt của bà Lê này mặt của chị Lê này đi coi nước hả bảo đi coi nước hả mấy phim này dì Chính sẽ có phim chụp chưa chụp nè chị em chưa chụp nè rồi đi chụp nha phim gì em phim 200 hay phim gì rồi để khoan để gặp chị Lê mới được chị Kiều mới được đập gái gì cỡ này được rồi chứ đừng gặp nữa thấy cao rồi em chụp đây được nè anh đông đứng phục cho trong kia chứ tại vì bị ánh nắng chị Kiều lại đây rồi. À, chụp nè hỏi chị á dì Chính uống thuốc say sóng được không chị có đem theo tụi em cũng có nữa nè chị dặn chị Thuận rồi hả dạ. Tức là dì Chính uống thuốc say sóng được rồi chị hỏi vậy thôi thì chừng nào về uống thuốc say sóng anh Đông quay vậy quay dạ dạ quay vừa chụp dạ vừa quay vừa chụp ủa đi chụp hình rồi chứ rồi chút mới về chứ thôi bây giờ ba
Học hỏi lại thăm quê. Tại vì đông dân số quá vậy. Con cháu đầy đàn mà con cháu thành đạt hết rồi. Hai người ngồi đang đứng đằng sau kia không thấy chị ấy đứng hôm nay, anh đang đứng qua bên này không thấy chị kia. Sát má đi. Đứng sát má rồi có thấy mấy bà này đâu. Không làm sao thấy mấy bà được nữa. Rồi, chị miếng xương miếng. Nào rửa làm hai. Mấy cái đèn phải đưa đắp bồn. Dạ. Ủa, chị em. Dạ. Thôi chị về nha, cậu à, vô vô nè, đi tôi nha. Dạ, 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 qua nay nó gần chết rồi. Thôi giờ là chỉ thiên em thôi, cái đó là em thì chính em. Dạ, dạ. Mấy phim này chừng nào chính về có phim. À, cái này dì Chính về có phim. Ừ, em sẽ đem cái này trong gia đình thì dì Chính có đem phim về. Thôi giờ tạm biệt nha. Dạ. Hẹn tái ngộ. Hẹn tái ngộ. Như vậy là coi như thằng Bảo nó không có duyên với chị. Dạ. Không sao. Tại vì dạ. Thôi em về ngoài khỏe ha. Hẹn gặp lại. Ờ bà cũng về nữa không? Không. Lấy còn nha, tôi còn về tôi còn gặp chị nữa mà. Tôi có về Bến Tre mà. Tôi về Bến Tre tôi đi một vòng 2 ngày. Tôi đi một nhà chừng 10 phút 15 phút thôi. Mà về bữa đó không? Hả? Chắc chắn là có rồi. Chắc chắn là có hả? Nếu em về không về thôi chứ mình về thì về nhà. Về nhà dưới gì vậy với má dễ mà. Đi xe mười mấy chú ngồi vô tới sận luôn hả? Tới chỗ luôn. Không đi một mình em không à? Em về là em đi một mình em thôi. Mà đi xe con thì càng dễ nữa. Xe con dễ hơn. Ừ. Em mà có về là bảo đảm này là mướn một xe ông không ra đó. Đi không ra ôm á. Là đi thẳng về. Về ghé lấy xe đứa này nè. Dạ. Cái gì? Dạ, kiểu có xe. Có xe, chị biểu em đi chiếc xe đó hả? Trời ơi, đừng có giỡn. Không quen đường đâu mà đi. Không em nó chở về. Không em chở về được. Không em chở về được. Nhưng mà chở nguyên ngày vậy đó. Lấy xe tới đồng hòa. Ok, vậy thì được. Mất tiền ra gì đó bà? Tiền hả? Trời ơi, nhiều tiền quá vậy gì chính? Có nhiều đây nè. Dạ. Mấy chục triệu. Bác sĩ bên đây là phải xin tiền mẹ ăn sáng, cái thằng buổi sáng là phải xin tiền mẹ vậy đó. Đúng rồi, bác sĩ Việt Nam mà lắm rồi, bác có tiền về chứ gì? Trời ơi, có bác sĩ mà đi xin tiền bà già vậy đó. Bị bả không rồi, nó là bị bả rồi. Gửi tiền lấy lại. Gửi tiền lấy lại ai Dính. Chứ phải xin hả Dính. Nói nghe chị đừng có để đồng xu nào trả tiền nó không có gì tới nhà. Nó mời trở lại là nó về nó phải đưa tới nhà. Nghe quá không? Không có là sao ở đây mà quay. Trời ơi, sợ cái đó tôi còn kiểu nữa. Mà sợ anh Kính đó thì anh ở dưới anh la làm. Ông điện xuống dưới hang. Bye, bảo bye. Bye bà. Bảo bye bà. Bye đi, bảo bye đi. Bảo bye. Rồi có gì về tính sao? Về tính sao? Ừ, như vậy là để cho ông mua chứ gì? Mua bát trắng. Ông mua bát hết rồi nè. Đi lên nào, đang ngọc đang quá. Bữa đi lên mình cũng mướn chiếc vậy đó hả? Rồi đi lên. Chiếc rồi. Bây giờ mấy đứa nhỏ thì cho ngồi hai lòng nhỏ nha. Mấy đứa nhỏ thì ngồi chung lòng ngang nữa, mấy đủ để rồi. Chị có bà Chính ngồi đâu mà bà Chính chụp hình coi con. Nãy giờ tôi dạ con đây. Cầm mình. Nãy quay. Rồi.
Thôi mà. Đâu chút này là sợ đi hai ăn hết rồi. Ở đây bị nắng anh ơi. Hả? Đây đây không có nắng đâu. Nắng mới đội như ngày hôm qua đứng xếp tới đằng kia. Đứng xếp tới gần cái đầu xe. Gần tới đầu xe. Đúng rồi. Em đứng em chụp cái chiều này nè. À, nhớ rồi này. Anh có rồi kia. Ờ đúng rồi. Ai đâu? Đi tắt máy chạy đằng kia chút đi. Em lại đi chụp trước với anh với bà Chính nha. Chụp. Đưa nó trả giúp cho mình cho mình công tình cho mình cậu vợ đó. Ủa sao không ai kêu chị hai hết trơn vậy? Chị hai chị xuống sờ hết chị ra nè. Ủa chú ba về ở trong này rồi. Nó về rồi. Ra liền, ra liền. Con về ngoài khỏe ha. Về ngoài khỏe ha. Giấy xe bớt ai ở giấy rồi, xe. Rồi rồi rồi. Rồi ở đây lo rồi. Dạ. Cười đi em ơi. Cười đi cậu ơi. Cười đi bà ơi. Cái này là đem về Mỹ hết rồi nha. Nó đem về Mỹ hết rồi. Cách lên rước mà chính lắm. Mày ba chín đằng sau lưng á. Bà gì ngon. Ủa, sao chị sáu vô đó? Ủa chị tư. Tôi với bà mà sao chị gặp chị vậy? Thôi đuổi chị. Thôi bà ơi. Chính ngồi đây. Tôi và bà. Ông cho giỏi đi. Thôi. Đó, vậy đó làm vừa lớn đó mới qua Mỹ được chứ. Chị xin là đây dạ vậy mới qua Mỹ được chứ. Tập sự phải không? À phải tập sự vậy mới được về ấy về nhà mới gì đỡ đó. Đi đi. Đi ba không vậy?